xin hát tặng riêng em. Khi vào buồn xuống những mây chim lao xa vào biển hà, trời xa đi vẫn đang lên sóng bên cô đơn. Bao ngày dần trôi anh cứ nhớ nơi trời trao đôi biển tha thác gần đêm em. Anh yêu em như trời xanh như nắng vàng, đôi môi em như một bài ca ngân xuân. Anh yêu em không một lần gian dối, trái tim này xin hát tặng riêng em. Vâng, xin chào bác nhé, đã quay trở lại kênh YouTube của bên cửa hàng em. Còn bên cửa hàng em hôm nay đi đến nhà cửa hàng Quân Béo tại Thanh Oai, đang vào thi công. Trước là mở rồi, bây giờ đang cải thiện lại không gian. Thì trước là có loa rồi, loa sẵn rồi, một đôi B3 bát 40 đấy, để treo đằng sau là anh treo sẵn rồi. Không gian khá là rộng, phòng này rơi vào tầm độ 150m, rộng lắm các bạn. Cùng vừa đấy là một đôi MUF bát 30 treo hai bên đấy. Đây bàn ghế còn canh thợ còn đang lắp điện đóm đang vào thi công. Và cùng vừa đấy là một cặp súp VBK bát 50 đấy. Đánh mỗi quả một bên để cho nó cân các bạn. Đây, một quả cũng không thể là phủ được hết không gian này được. Đánh hai quả thì đánh đứng giữa nhà thì nhấc người luôn rồi. Đấy, cùng với đấy là một tủ máy 10U và tủ này 12U và một chiếc quản lý nguồn MBS600 Pro và một chiếc mic DB550 Bluetooth và một chiếc vang số S690 Pro. Và cùng với đấy là hai chiếc đẩy, một chiếc đẩy để đánh súp các bác nhá. Một chiếc đẩy là KD1200 cho ra 1000 hơn 1000 W một kênh để đánh súp. Và một chiếc đẩy PS Audio LA9048 cho ra 900W đến 1000W một kênh để đánh cho loa. Thì bốn loa là đang đánh 4 kênh và hai súp là đánh 2 kênh. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh sau khi em đã setup xong không gian này nhá. Không gian này thì thêm người vào thì khá là hay.